chào các bạn, mình đang đi câu cá ở Nye West, ở một cái vùng biển rất là xa và cuối cùng của nước Mỹ luôn, ở Florida. Thì hôm nay mình đem một cái thiết bị để mình quay phim là cái máy GoPro 5 các bạn. Và hôm nay mình không có giới thiệu cái GoPro 5 mà mình giới thiệu cái tay cầm đây nè cho các bạn coi, và mình review ngay trên tàu đang câu cá luôn. Bây giờ đang chờ cá, đang chờ cá ăn nên rảnh, thấy cái cây này rất là hay cho nên mình muốn review cho các bạn coi. Đầu tiên là các bạn thấy cái cây này nó xếp được 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc. Rồi, các bạn có thể thu nó vô bằng cách là quay nó qua đây. Ở đây có một cái nút màu xanh, các bạn bấm nó vô một cái, các bạn gập nó vô hết luôn. Đây là một nắp, cái nắp thứ hai. Nó cũng có những cái chỗ để các bạn vặn siết nó chặt hay không. Mỗi cái đều cái đều có chỗ siết hết. Cái hai chúng ta quay vô đây. Thì lúc này các bạn có một cái tay cầm rất là ngắn. Các bạn thấy cái tay cầm ngắn gọn như những cái tay cầm khác. Là cái nắp, một nắp thôi. Có cái logo GoPro Hero ở đây. Đó, thì ở đây có một cái chốt bạn để chúng ta gỡ cái máy GoPro ra. Và các bạn siết lại, các bạn để cái máy GoPro canh sao cho nó thẳng để mình dễ tiện cầm ha. Rồi, cái đó là cái chức năng thứ nhất. Cái chức năng thứ hai, sau khi các bạn gỡ nó dài ra đi, gỡ dài thẳng ra thì các bạn có một cái cây gậy selfie. Đó, cái selfie nó dài khoảng 1 gang, 2 gang, 3 gang, 60 nha các bạn. Dài đúng 60. Đó, dài đúng 60 thì các bạn cầm quay bình thường. Rồi, nếu các bạn muốn quay selfie bình thường là mình đi quay như vậy. Đó, các bạn cầm như vậy thì rất là tiện để mình đi đi vòng 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 đi mình quay. Tức là mình quay cho chính mình, mình quay cảnh về trước. Rồi, nếu các bạn quay về sau thì các bạn chỉ cần quay lại, vẽ lại cái gì thôi là các bạn quay được người trước mặt mình. Rất là đơn giản. Rồi, muốn xếp lại như lúc nãy mình nói, xếp cái kịch như vậy, xếp cái kịch như vậy là xong. Rồi, có một tay cầm. Rồi, một cái điểm đặc biệt nữa mình muốn giới thiệu, không phải là nhiều đó đâu, cái đặc biệt mà mình muốn nói là nằm ở chỗ này các bạn. Ở dưới đít cái cây gậy này một chút xíu chỗ tay cầm này thôi, nhưng mà nó thiết kế rất là thông minh. Nó có một cái chỗ cho chúng ta vặn ra này, các bạn thấy không? Chức năng gì bên trong đó, sau khi vặn ra thì nó giấu một cái cây ở đây. Ở đây là cái bọng thôi, nó giấu một cái cây ở đây. Cái cây này chúng là cái chân chặt ba đó, để các bạn bung ra, các bạn để lên đây. Đó là một cái gọi là cái chân, cái chân á đó, để mà để máy lên, để các bạn vặn ngược cái đầu vô. Cái này nó có làm cho mình một cái chốt để các bạn vặn ngược vô đó. Thì các bạn để gì là thành một cái chân máy nha các bạn. Các bạn có thể quay khui hộp, quay tự sướng cái gì đó mà không cần phải nhờ ai cầm máy hết. Rồi, đặc biệt cái chân này nó rút ra được nè các bạn. Đó, nó rút ra nè, nó rút ra. Sau khi rút ra thì các bạn vặn cái máy này GoPro ra. Đó, các bạn vặn cái máy GoPro ra, lấy cái máy GoPro ra khỏi cái cây gậy, không bỏ ra đây. Các bạn cắm trực tiếp vào đây, cắm trực tiếp cái chân chản ba này vào cái máy GoPro. Các bạn siết ốc lại, các bạn có một cái chân máy rất là gọn gàng, gọn gàng cực kỳ luôn. Đó, các bạn thấy không, một công đôi việc, tức là mua một cái chân như này các bạn được rất nhiều thứ. Thiết kế mình cho là rất là khoa học và rất là tiết kiệm đó. Như vậy thì chúng ta có tiếp tục một cái chân máy nữa. Với cái thế này thì cái GoPro rất là gọn gàng, rất là chắc chắn nè. Đó, thì cái này mình nghĩ là cực kỳ hợp lý, và các bạn mua một cái chân này sau này các bạn dùng được cho tất cả các loại máy GoPro luôn. Sau này nó ra GoPro 6, GoPro 7 gì đó thì các bạn đều dùng được hết đó. Thì sau khi các bạn dùng không dùng cái chân này nữa thì các bạn tháo ra đó. Tháo ra, lấy cái máy ra để đây, sau đó gắn cái này vào cái chân này đó, gắn vào trở lại. Rồi vặn cái này ra đó, nhét vô đây, nhét vô lại cất. Cực kỳ tiện lợi, cực kỳ khoa học luôn. Anh nào mà thiết kế ra cái này là mình cho điểm là tuyệt đối luôn, tức là rất thông minh và rất sáng tạo, không phải dễ mà ai nghĩ ra được các bạn. Copy thì dễ nhưng mà sáng tạo thì khó lắm.
Rồi xong, như vậy là chúng ta có được một cái gậy selfie đa chức năng. À, mình gọi cái một cái từ chính xác là cái gậy selfie đa chức năng các bạn. Rồi, như vậy là mình tiếp tục cái hành trình câu cá, và mình dùng cái GoPro này với cái gậy này sẽ có cho các bạn những cái hình ảnh trung thực nhất, cứng cáp ngon lành nhất, để chúng ta có cái cơ hội quay những cái hình ảnh sóng gió trên biển. Rồi, xin chào, chào tất cả các bạn. Rồi, cảm ơn nhà quay phim.